Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Ngày hôm nay trong tập này, một lần nữa chủ đề Hot Wheels đã quay trở lại với kênh Toy Station với một bộ playset action có tên là Loop and Launch. Và đây cũng sẽ là bộ playset để đưa Hot Wheels lên một tầm cao mới. Dạ, theo nghĩa đen. Bởi vì sau khi lắp ráp xong ấy, cái chiều cao của cái bộ này nó lên tới 80cm nha các bạn. Tức là 0.8m ấy. Nó thiệt sự là nó cao luôn á, bởi vì một người 1m8 mà chỉ cần bỏ đi 1m thôi là cái bộ này nó bằng người đó luôn. Các bạn hiểu không? Kiểu giống như là nó... Thôi, chúng ta bỏ qua cái việc so sánh với chiều cao người đi nha. Đây, ở đằng trước là một cái hình demo của cái set này, trông khá là bắt mắt. Nhìn là biết cái playset này nó dành cho hai người chơi, nên là hai người chơi bởi vì nó sẽ có một cái độ đối kháng và cạnh tranh cao. Ở bên đây là một cái đường đua màu đỏ, chính xác là một cái loop màu đỏ các bạn. Đấy, mới vô ngay cái launcher mà có nguyên một cái loop luôn rồi. Rồi sau đó là có vẻ như là vượt qua hai cái chướng ngại vật gì đó. Cuối cùng là chỉ có một xe bay được lên tới trên đỉnh và xe nào được giữ lại ở trên là sẽ đó thắng. Thực ra thì mới nhìn đó mình cũng khá là nghi ngại về cái độ khả thi của cái bộ này các bạn ạ. Kiểu bởi vì sau khi mà nó vượt qua cái vòng loop rồi nó còn có đủ lực để mà leo lên hai cái chướng ngại vật này hay không? Rồi có đã vậy mà còn lên tước trên đây nữa. Ok, coi hình demo đằng sau. À rồi, cái này nó giống như là những cái cổng tính điểm nha. Nếu mà xe chúng ta chỉ vượt lên cái mức này là 5 điểm, trên đây là 10 điểm nè, còn vượt qua luôn mà kẹp lên trên đây á là thắng. Đây nè, cái hình của cái xe chiến thắng khi mà được cái lồng này giữ lại. Ngoài ra thì sau khi chơi xong chúng ta cũng có thể gấp gọn lại như vậy. Trước khi chúng ta bắt đầu thì dành cho những bạn nào chưa biết, Hot Wheels là một dòng đồ chơi có tuổi đời cho trên thị trường là đã hơn 51 năm rồi nha các bạn. Thuộc quyền sáng lập và sở hữu của công ty đồ chơi Mattel, một công ty cũng cực kỳ nổi tiếng và lâu đời ở bên Mỹ, chuyên sản xuất về đồ chơi. Hiện tại thì ở thị trường Việt Nam, dòng Hot Wheels đang được phân phối một cách chính hãng và độc quyền tại các cửa hàng của My Kingdom. Dạo 2 năm đổ lại đây thì mình cũng đã bắt đầu sưu tập những mẫu xe Hot Wheels, mặc dù là chưa nhiều nhưng mà kiểu cũng đủ để có thành một cái bộ sưu tập riêng của mình và kiểu cũng đủ để tổ chức mấy cái giải ao làng để mình quay video. Các bạn có thể search Hot Wheels Toy Station sẽ thấy những cái video trước mà mình làm ha. Ok, còn bây giờ thì mở cái hộp này ra cái đã. Alright. Đây là những cái pack loop nè. Rồi đây, ui, cái lồng kẹp xe này nó to hơn mình tưởng nha các bạn. À, xe sẽ đụng vào một cái bộ phận bắt chính giữa ở đây, giống như cái bẫy vậy đó, và cái này nó sẽ kẹp lại. Cool. Rồi, và những cái pack cần thiết. Đúng không? Chắc chắn là với một cái bộ Hot Wheels Action to đùng như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào mà trải nghiệm một cách đầy đủ ở trên cái bàn này được. Cho nên là bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi xuống sàn nhà thôi. Let's go, yes. Vâng, thưa các bạn, và sau khi lắp ráp xong thì chúng ta có một cái bộ như thế này đây. Wow, có hai cái đường loop 360 độ xoắn ốc ở hai bên, màu đỏ và xanh, kèm theo với luôn hai cái launcher. Ở đây chúng ta có ba cái vị trí để mà đặt xe Hot Wheels, 1, 2, 3. Tuy nhiên là mỗi đối thủ sẽ được cử ra ba em xe để mà thi đấu. Để xuất phát thì chúng ta sẽ đặt xe vào ở bên trong như thế này. Đấy, và đập vào cái launcher. Tất nhiên thì sẽ phải đập mạnh hơn chút xíu nha các bạn. Thử thách đầu tiên thì xe Hot Wheels chúng ta sẽ phải hoàn thành cái loop này. Sau khi rời khỏi đường loop ở đây, xe Hot Wheels chúng ta sẽ bay lên và đụng vào cái nắp điểm ở trên đây. Đó, một cái, hai cái, nếu như còn đủ lực thì sẽ tiếp tục đi lên đây. Đụng vào cái chi tiết chính giữa này thì cái lồng này nó sẽ gập lại nhé. Và bụp như thế này, xe sẽ được kẹp lại và giữ ở trên đỉnh. Chúng ta có thể điều chỉnh độ cao của cái bộ này nha các bạn. Đó, như vậy. Kiểu như là để chơi easy mode. Để thử nha. 1, 2, 3. Yeah. Ok mọi người, bây giờ mình và Lano sẽ có một cái trận battle Hot Wheels với cái bộ Loop and Launch này. Phải gọi là nảy lửa luôn. Ok, mọi người sẽ chọn ra ba xe Hot Wheels ngẫu nhiên luôn. Đây, có một số mẫu mình để sẵn ở đây. Rồi bây giờ luật thì mỗi người sẽ chọn ra ba chiếc ngẫu nhiên. Đây, ví dụ vậy đi. Đấy, ba chiếc. Rồi không? Rồi mình sẽ để qua cái vị trí đây nha. Đó, 1, 2, 3, ok. Rồi sau đó thì mỗi người sẽ có tổng cộng là 3 lượt cùng launch cùng một lúc. Ok. Thôi bây giờ để chọn xe trước thôi nha. Rồi, ta đồ pick đại 3 chiếc đi. Chiếc nào cũng được nha. Rồi. Chiếc màu tím. Nè. Sao có cái chiếc dậy vậy? Ừ không, cái chiếc này nó dậy, cái mẫu nó dậy, cái mẫu nó giống như là rusted vậy đó. Cái màu đen. Chiếc màu đen. Trời ơi, ok. Thấy là Rano chuẩn bị chọn mấy cái chiếc mà nó kêu kêu dễ thương không mọi người? Chiếc màu xanh đi. Chiếc màu xanh này ha. Ok, chiếc này là 50 năm á. Ok. Rồi, giờ tới lượt anh cái tay nè. Bây giờ lấy đây, lấy chiếc 50 năm này đi ha. Ok. Rồi một chiếc X-Racer trong suốt và Baby yêu thích là Fasta. Ok. Em này là huyền thoại từ giải ao làng đầu tiên luôn nha. Để coi coi trong cái bộ này thì là sẽ biểu hiện như thế nào. Ok, bây giờ anh cái tay sẽ là màu xanh ha. Lano sẽ là bên phe màu đỏ. Cho vào vị trí nè. Vị trí xuất phát đầu tiên mình sẽ cho La Fasta xuất phát đầu tiên đi. Đó. Rồi, X-Racer xuất phát thứ hai ha. Và sẽ kết thúc bằng một em
kỷ niệm 50 năm. Đấy. Rồi, đâu. Ok, em baby màu tím ở vị trí xuất phát đầu tiên. Em màu đen. Em màu đen. Con này nó vô giờ. Tại nó ú quá. Ừ, nó ú. Ok, 50 năm rồi, ok. Vô luôn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 round ha. Lần lượt mình và Lano sẽ bỏ những chiến binh Hot Wheels vào trong đây trước và cùng nhau đếm 1 2 3 và launch. Chắc chắn là một trong hai em đầu tiên sẽ dùng để phá những cái mốc điểm này 5 hoặc 10. Nếu mà xui xui thì thậm chí sẽ không có được lên được luôn. Làm sao làm đó, cố gắng tới lâu nhất là em thứ 3 phải lên được trên đây. Ai quên mở cái này ra nữa nè. Đó, lên được trên đây ha. Đụng kẹp vào. Tóm gọn là xe của ai được kẹp vào cái lồng này trước là người chiến thắng ha. Nhưng mà nếu như trong trường hợp không có ai được kẹp vào hết thì coi như là cả hai cùng thua. Vậy đi. Ok, round thứ nhất giữa là Fasta và bé tím. Chuẩn bị, vô vị trí. Yeah. You ready? Wait. Ủa hình như cái đó không vô luôn hả? Không vô. Vô rồi, được chưa? 1, 2, 3. What? What? Sao hay vậy? Trời ơi, nó quá nhanh luôn mọi người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh luôn nhưng mà vì một lý do nào đó mình đã vượt qua được cột mốc 10 điểm luôn nè. Ủa sao bé tím em nó nằm dưới đây vậy? Wow, bé tím này kiểu nó hơi chấp bì mọi người, kiểu nó không có ra khỏi được cái đường launch. Thôi, rồi, coi như xong nhé. Round thứ nhất mình tạm ổn. Round thứ hai giữa một em X-Racer và bé đen. Ok, 3, 2, 1, go! Yes! Yes! Ok, mới cái em thứ hai thôi mà xe của mình đã lên được lên tới đây luôn rồi. Quá hay luôn. Thì vòng thứ nhất chúng ta phải làm sao mà ráng vượt qua được phá hai cái cổng này, cái cổng 5 với cổng 10 này ha. Để mở đường cho cái xe thứ hai có thể mà lên được cái này một cách nhanh chóng. Đâu, xe nó trời ơi, nó hèn chi đây, bé tím của Lano nè. Nó hơi coi như là cái bề ngang nó hơi phì nhiêu ấy cho nên là dính vô cái đường đua luôn mọi người. Thua là phải rồi. Chiến thuật sai lầm quá đáng cái đây. Cuối cùng hồi nãy do là Lano chưa có kinh nghiệm cho nên là chọn xe bé tím hồi nãy không có phù hợp với cái đường này nha mọi người. Cho nên là Lano đã quyết định đổi lại rồi. Highway Patrol xe này là đi kèm với lại cái bộ này luôn nha. Kiểu là được feature luôn ấy. Và chúng ta sẽ có một cái trận rematch. Được chưa? Này là cả hai người đều có kinh nghiệm rồi đấy. Xuất phát đầu tiên thì mình cũng sẽ đổi cái xe này luôn. Màu trắng, dẹp dẹp nè. Let's go. Rematch. 3, 2, 1. Ê, khoan. Set up cái này. Chưa lấy em này xuống được mọi người. Rồi, rematch round 2. 3, 2, 1, go! Cái chiếc này của em hồi nãy nó xém lên đây luôn ấy. Xém lên luôn ấy. Ghê chưa? Ghê. Round 2 là Fasta. À, bé đen. Giờ nè. Đó, cái này tập trung nha. Ai sẽ lên được trên cái lồng này trước nha. 3, 2, 1. Oh my god. Thắng rồi mới ghê chứ. Trời ơi. Mình đã quá kinh thường rồi mọi người. Mình đã quá kinh thường địch rồi. Ok, no. I need rematch thêm một lần nữa. Vậy là coi như là một đều. Ai thắng thêm trận nữa coi như thắng 2 trận trên 3 là thắng luôn. Rồi, let's go. Em có muốn đổi lại đội hình gì đó không? Chiếc này hồi nãy chưa được đi cho nó đi. Ok, anh cũng vậy. Anh sẽ cho nó xuống dưới đây. Chiếc này thứ hai là Fasta đi cuối đi, đề phòng. Rồi, set up lại. Rồi,
Round 1, một trận chiến giữa hai chiếc kỷ niệm 50 năm. Ta-da-dang. Final match. Round 1, 3, 2, 1. Two, bé Diệp trắng. Yep, 3, 2, 1, go! No! Wow! Ai vậy? Ai thắng vậy? No way! Oh my gosh, cảm giác bị thua bởi chính trực trong trường đấu của mình đó mọi người. Jesus. Hồi nãy mình thấy là có một cái pha cạnh tranh của cái vị trí ở đây, thì chắc để xem slow-mo lại có lẽ là ok. Nhưng mà wow, thôi thì Nano đã chiến thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta chiếc cúp vô địch của giải Hot Wheels Look and Launch đã thuộc về tay đua Nano. Oh yeah. Wait, tính outro cái video này mà quên rồi mọi người. Mình hốt cái set này về cũng chung với lại ba cái chiếc này luôn. Thì thoạt nhìn á, mọi người sẽ có thể thấy là nó cũng giống như là những cái mẫu lẻ của Hot Wheels bình thường đấy ha. Nhưng mà oh no, nó là Hot Wheels Premium. Cũng hơi là ngạc nhiên bởi vì giá của mấy em này á, nó mắc hình như là hơn gấp đôi những em bình thường luôn nha. Mấy cái mẫu xe bình thường trước giờ mình mua thì nó là 99k hết. Còn những cái mẫu mà Hot Wheels Premium này thì nó lại 219k. Mới đầu mình tưởng là một combo 3 chiếc nhưng mà không, từng chiếc. Cho nên là bây giờ để coi nó có cái gì đặc biệt. Cái cảm giác đầu tiên thì mình lấy cái chiếc kỷ niệm 50 năm này làm chuẩn cho xe thường đi ha. Có vẻ như cái này nó nặng hơn mọi người. Ok, mẫu 1987 Buick Regal GNX. Đây nào. Thì ra là vậy. Em này á, ở cái vỏ trên sơn đẹp loáng này nọ không nói này ha, nó bằng kim loại và ở dưới đáy nó kim loại luôn mọi người. Ok, như vậy thì có hai pạt kim loại luôn. Những cái bánh xe, để xem bánh xe nè, bánh xe bằng cao su luôn ấy. No way. Kể cả những chiếc kỷ niệm 50 năm này nha, bánh xe cũng là bằng nhựa nha, nhựa cứng nha. Còn chiếc premium này, đây cái phần bánh xe của nó là cao su mềm các bạn nha. Rồi các bạn coi cái phần cái vòng rim bánh xe nè, trời ơi nó bóng loáng. Đúng nghĩa là premium nha. Rồi, tiếp luôn tới chiếc này, Plymouth Barracuda Hemi. Yes, cái đế ở bên dưới là kim loại luôn. À đây nè, metal nè các bạn, tức là nó nhiều pạt metal hơn. Ở phần trên và phần dưới là kim loại luôn nha các bạn. Những chiếc phiên bản bình thường mà 99k thì là có một phần bằng kim loại thôi. Một là cái phần màu này, hai là cái phần đế thôi. Trong trường hợp này thì cái phần màu xanh đó là kim loại. Phần đế là bằng nhựa nha. Và cuối cùng, 1991 GMC Cyclone. Trông giống như là một chiếc xe đưa thư nhỉ. Một chiếc pickup truck bán tải. Quá đẹp luôn. Cái mẻ xe này được sản xuất tại Thái Lan nha. Như các bạn biết thì Hot Wheels họ đặt hàng gia công rất là nhiều nơi trên thế giới. Và trong đó thì cái nước mà sản xuất lớn nhất cho Hot Wheels là như là Malaysia. Wow, thiệt sự luôn mọi người. Cái nước sơn của mấy cái chiếc premium này nó cũng đẹp hơn bình thường nữa. Vỏ cao su, đế kim loại, trên là kim loại luôn. Awesome. Và tất nhiên thì những cái chiếc premium này mình không có khuyến khích là các bạn dùng để mà chơi với lại mấy cái bộ playset này nha. Mục đích chính là mình để những cái nơi trưng bày, sưu tầm. Chứ còn mà cho chạy một mấy cái vòng loop cỡ dày thôi là nó quăng quật một thời gian là bị trầy sơn. Ok, và đó là tất cả những gì mình có cho các bạn trong tập của ngày hôm nay về chủ đề Hot Wheels. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa cho những bạn nào có quan tâm thì dòng Hot Wheels chính hãng hiện nay đang được phân phối một cách độc quyền tại các cửa hàng của My Kingdom. Trong cái khoảng thời gian sự kiện 1 tháng 6 này thì cái bộ này kèm thêm một số những cái bộ playset nữa mình thấy đang có giảm giá 30%. Kiểu cũng khá là ok. Mình thông tin đến các bạn ha. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Kê Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.